Thì trước mắt mọi người đó là chị Tùng, một cái hoàn cảnh mà Duyên có hỗ trợ chị kết nối với lại bên anh Nhân và có hỗ trợ chị một cái chuyến đi ra ngoài Đà Nẵng á, kiểm tra á. Thì hôm nay em có hẹn chị là khi nào về á, là chị ổ biết đi học về hả? À, Duyên cũng xin phép căng một xíu là có hỗ trợ chị là đi Đà Nẵng á, khám bệnh. Thì hôm đó là đợi chị về rồi Duyên sẽ trao. Con chào bà. Dạ. Hai con Bà còn nhớ con không? nhớ Dạ. Bà khỏe không? chưa? Dạ. Chị, cái hôm mà mình đi Đà Nẵng về là mình về đến đây là bao lâu rồi chị? Hôm bữa chị mẹ chị đi hôm bữa ngày ngày 20, bữa nay ngày mấy em? Bữa nay ngày Bữa nay ngày hình như là ngày 8 hay 9 gì à, là ngày mười mấy ngày rồi em. rồi. Rồi ra đó bác sĩ có chẩn đoán cái gì không chị? Bác sĩ thì chẩn đoán chị là bị vòm ôm bị ung thư giai đoạn 4. Bác sĩ là kêu vô thuốc, vẫn vô thuốc còn được, nhưng mà bây giờ sức khỏe kém thì bác sĩ không có bảo đảm được. Nếu như người nhà mà làm cam kết được thì bác sĩ vô thuốc, còn nếu không thì thôi, để về ăn dưỡng thêm. Nên là bác sĩ nói là không có đủ sức, không có bảo đảm thì ở nhà sợ, nên nói là tôi để về cho ăn dưỡng thêm, chứ bác sĩ không bảo đảm làm sao vô được. Dạ hôm trước con đưa chị Tùng đi ra Đà Nẵng kiểm tra á. Dạ. Nhớ nhớ. Rồi, vậy là nên hôm đó là chị ở ngồi đó là chị kiểm tra rồi. Chị kiểm Xong tra rồi rồi. chị quyết định là mình trở về nhà. Em quyết định là về nhà để mình ăn dưỡng thêm, và Khi nào đủ sức khi khỏe. nào đủ sức khỏe thì ra làm bệnh viện. Mà cái lúc mà đi Đà Nẵng về tới giờ là chị có thấy cái chất dịch nó có giảm bớt không chị? Dịch nó vẫn ra như vậy em. Hôm Nó nay ra em thấy nó to hơn dạ. Dịch nó thì nó rõ ra như hôm bữa mới chị đi mới nhìn, do là mấy ngày đó chị không có rửa, chị không có nhìn thấy á, hơn. là y tế tại họ rửa không á. Xong rồi khi mà chị về nhà để chị mở ra chị rửa, chị thấy sợ lắm luôn. Nó sưng to lên mà nó chảy máu nhiều lắm, máu nó chảy ra, không có phải là dịch không, nhưng mà máu luôn nó chảy ra nhiều, là do là ở nhà thì chị rửa một ngày hai lần, ở đó người ta rửa ngày càng lần à. Với lại là ta kêu là vô thuốc á, nên là một anh ấy ông mua thuốc ăn cho chị ăn để bồi dưỡng á. Xong rồi ăn thịt bò thì anh có mua bún bò rồi cho chị ăn ấy, nên những cái chất cái vô xem nó làm cái vết thương chị sưng to lắm. Có nghĩa là cái vết thương của chị là có một số món là không được ăn, Rồi. nhưng mà vì để đủ sức khỏe cho chị á, À. bồi bổ để cho chị đủ sức khỏe đủ máu để mình vô hóa chất á, thì bắt buộc phải ăn những cái món đấy Ăn thì nó nữa lại to hơn. nó phải to hơn, nhưng mà nếu là ăn xong được mà vô thuốc được á thì vô nó có thuốc em, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà này mình ăn rau nó không có vô thuốc được á, nên là nó bị ảnh hưởng vết thương. Hôm bữa giờ nó sưng to lắm, mà hôm bữa giờ dịch nó vẫn chảy bình thường. Sáng nó chị phải là như sáng giờ là chị ra cái vệ sinh chị không, mà giờ mới xong rồi à. Chị mới vô tắm rửa xong rồi chị ra vô định rửa tay đi vô đó Là gặp em á. à, đó chứ mà mới sáng giờ giờ mới xong rồi, mẹ nó mờ đó, ngầu quá đó. Mẹ nó cũng chậm, mẹ cái vết thương nó cháy đó, một đêm sáng nó ướt cả lưng, nên chị bảo nằm giống chứ không dám nằm giường, nằm giống nó mỏi, mẹ cũng phải ráng nằm giờ nằm giường là dính gấu dính chiếu đó, là sáng phải giật nhiều giọng như cái giọng đó. Sáng nay chị cuộn giọng ra rồi mép ra bị chặt, cái giọng nó to lên vậy, đầu trưa lá vô năm nữa nó mỏi, nhưng mà phải nằm giọng chứ không nằm giường được. Dạ. Nằm giường là dọn dẹp nhiều, dịch nó chảy nhiều lắm đấy. Mẹ nó đau, nó đau Ừ, ư thời gian gần đây chị có ăn uống được cái gì không? chị, ăn đôi lúc cũng phải ráng ăn được một chén cơm đấy. Mẹ thức ăn nó thì nó không có được nhiều lắm. Rồi anh có liên lạc với chị không? Lâu lắm, lâu lắm rồi gọi, không biết nghe nói năm vài câu vậy thì sao. Hôm nay thì thấy chị Tùng, cái vết thương chị Tùng nó to hơn á. Thì em cũng có cái hôm mà em hỗ trợ chị đi Đà Nẵng á, thì em có lên bài kêu gọi, thì có một số mạnh thường quân người ta gửi tiền á. Thì em giữ là em thứ nhất là em đợi chị về. Chị về xong rồi em mới trao được.
Mà thời gian gần đây chị về thì em lại hơi bận xíu. Thì mà gấp hơn á Dạ. thì em cũng lo trước để em lên đây đó em Dạ, không em cũng xin phép là đọc cái danh sách mạnh thường quân ủng hộ ha. Là Facebook Misu Nguyễn ủng hộ 200. Một mạnh thường quân gửi không có tên ngày 14 tháng 12 lúc 10 giờ 59 phút 200. Facebook Ly Đàm 200, Facebook chị Lucky Dương 100, Lâm Sơn Tuyền 100, Nga ủng hộ chị Tùng 100, Nguyễn Phạm Trung Thợ Thọ gì đó 300 và Hạ Tránh 50.000, là tổng số tiền là 1.250.000. Đây chị xác nhận kiểm tra điểm giúp em nha. Điểm giúp em thử đủ 1.250.000. Em gửi bàn giao lại cây số tiền mà thường quân gửi á. Bây giờ sức khỏe chị nó cũng mệt rồi, đang mệt nên mình trò chuyện ít thôi. Chị cũng ráng ăn uống vô nha. Anh Nhân cũng mới thăm chị mấy ngày nay thôi, cách đây chắc khoảng tuần. đây hôm bữa ngày trước ngày sau chị nói với em ấy Dạ. bữa đó thì nên là trước nhất thì chị cũng cảm ơn với em, sau đó thì chị cũng cảm ơn Hoàng Quân. Thôi chị đừng có xúc động, chị xúc động là mẹ chị Tùng là bị bệnh tim á, nên mỗi lần ra đây thăm chị là mình cũng sợ bà xúc động, bà mệt. Mở rộng vòng tay rồi yêu thương hai mẹ con chị để giúp đỡ cho chị đó, chị có hồn tiên đó, chị uống thuốc uống sữa chị cứu ra sự sống với con chị. Cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều, chúc cả nhà mình sức khỏe bình an và hạnh phúc Chị cố gắng lên nha, tại vì xung quanh chị còn nhiều người yêu thương chị lắm. em ơi. Dạ. Chị nói với em số chị có nghe vui lắm thì chị cũng cầu mong em còn con chị cũng như con em cố gắng em cũng giúp đỡ cho cháu chị cho em. Không, chị phải lạc quan lên. Đừng lạc quan lên nha. Chị cố gắng hết sức chị Chị lạc quan luôn. lên, chị đừng có khóc đồ. Cháu nó bé, nó cũng lớn, nó cũng hiểu rồi. Lạc quan lên. Em con chị là mọi khi nó thấy chị vui thì nó mừng lắm, nhưng mà nó thấy chị buồn khóc hay là mệt nằm rồi nó thì nó buồn, đôi lúc chị có mệt chị cũng cố gắng chị gắng gượng lên cho ông bà cũng vui mà con nó cũng vui, đôi lúc chị cũng mệt lắm rồi nè, được cái em là như thì em chị chỉ có là hai cái bớt một cái bớt vâng với là cái hạt tiền thôi chứ còn là ngồi đây nó không có gì kinh nào khác, Dạ. nó là bệnh viện nói là bây giờ còn còn vô thuốc được để Là còn có cơ hội á, còn có cơ hội nên chị phải lạc quan lên, giờ là mong rằng cả cộng đồng mạng này thương yêu giúp chị được có cơ hội, chị có thể nuôi con. thì bây giờ chị nói là nếu mà cái số chị là ngắn ngủi chị chấp nhận cho cháu xeo thì chiều dài em mà tạo cho con em chịu hết tội còn nhỏ quá đó, mà trong khi nếu mà có che thì nó cũng đỡ một phần, này che thì không có thương xót đến con bây giờ mà ngay lúc bây giờ ví dụ như chị con nhưng mà chị cũng như có chị cũng như không như vậy chị đâu có lo con chị được đâu, nhưng mà chẳng hơn quan tâm gì đến con, Ông bà ngoại thì cũng lớn tuổi rồi. ông mẹ thì lớn rồi, nếu mà mẹ mẹ chị mà còn trẻ thì chị cũng nhẹ phần lo cho con chị là có, nếu chị có gì thì có mẹ, còn nếu mà giờ này ông bà cũng già lắm rồi ngồi 80 hết rồi thì chị rất lo, đôi lúc chị nghĩ chị lạc quan nhưng mà cứ đi trong lòng một đôi lúc mình nghĩ là cứ mình tư tưởng cho nó tốt lên để cho mình có sức mình vượt qua được mình sống với con, nhưng mà có lúc nghĩ vậy mà có lúc nghĩ lại thì thấy con tội quá chị. Chị lạc quan lên, cố gắng lên. Con cháu á thì bây giờ á, chị là cái nguồn động lực của nó. Chị cầu xin được cho Cái chị hôm mà em nhận cái thông tin của chị á, em nhận thông tin chị là bé á, nó hơn con em có 1 tuổi thôi, được. thì vì hoàn cảnh chị cũng gần gần như em,
cũng bệnh đau, cũng là mẹ đơn thân nuôi con, thì em mới tức tốc mới ra đây và kết nối để giúp chị. Cái nguyện vọng chị là chị cũng muốn một lần để đi ra ngoài Đà Nẵng để kiểm tra, Thì rất muốn đi nhưng rồi em cũng cố gắng hỗ trợ cho chị. Bây giờ thì chị phải tin tưởng vào cái hy vọng của mình, là bác sĩ nói là mình còn đường để cứu chữa chứ đâu phải là bác sĩ. sĩ nói là còn đường được cứu chữa nhưng mà bây giờ sức khỏe kém quá. Dạ Bác chị ăn sĩ uống vô nha. rồi chị cũng cố gắng ăn mà ăn những cái gì mà cái nó có chắc vô là nó bị sưng rồi em. Uống sữa được không chị? Cái sữa non gì Chị chị uống mua? sữa non, chị đang dùng sữa non hôm bữa giờ, phải em cũng giúp đỡ cho chị, chủ nhân giúp đỡ đó, xong cái đó tiền chị đi về còn hôm bữa giờ chị uống sữa, Yeah. tháng nó cũng đỡ, nó phí hơn. À, cho em hỏi là cái hôm mà em lo cái thủ tục mà bảo hiểm ấy, là bên bệnh viện cũng chi trả cho mình bảo hiểm ha? Trẻ trẻ 100% rồi Ồ, em mừng quá em, em tại tính vì đi là không có được chuyển tuyến, em cũng rất em lo cái lúc đó. mà chị khám ấy, là chị ngoài gì Ông ngoại gì? ông bà gì tụi nay cũng biết thôi, lịnh lẽ hết không biết Thôi chị nghỉ ngơi, hôm nào có đi đâu tiện ra đây hay có mạnh thường quân nào ủng hộ thì em ghé lại. Ừ, trưa rồi với chị cũng mệt nha. Còn chị cứ mua sữa non uống đi. Con uống sữa thì Chị đọc lại cái địa chỉ nha mình á, cho mọi người biết á. địa chỉ vùng 2, thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dạ, rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay yêu thương những hoàn cảnh khó khăn, cái may mắn trong cuộc sống nha.